Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm trà tắc. Mùa hè với thời tiết nóng nực thì một ly trà tắc quả là giải pháp thanh nhiệt và giải khát hiệu quả. Cách làm trà tắc thì cũng cực kỳ đơn giản. Các bạn có thể tự tay làm những ly trà tắc ngọt mát để cùng với gia đình thưởng thức những ngày hè nắng nóng này, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh lại phù hợp với khẩu vị của mình. Nguyên liệu cho món trà tắc này thì bao gồm có hồng trà. Mình có một hộp hồng trà, nhưng làm 2 ly trà tắc thì mình chỉ cần dùng 3 gói lọc. Tắc tùy thích, mỗi cốc trà mình cho khoảng 2 quả là vừa đủ. Nước lọc, ấm pha trà, cốc. Các bạn nhớ chuẩn bị thêm đá lạnh nữa nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm trà nhé. Đầu tiên mình sẽ nấu phần nước đường. Mình cho đường vào trong nồi. Sau đó cho vào cùng 150ml nước. Và mình sẽ nấu phần nước đường sôi lên. Đường tan hết ra, khi nước sôi lên, đường tan hết, mình sẽ tắt bếp, đưa ra ngoài và để nước nguội. Mình đã đun sẵn một ấm nước sôi để pha hồng trà. Cho 3 gói trà vào trong ấm nè. Và đổ nước sôi vào khoảng nửa ấm nha các bạn. Mình sẽ ủ trà khoảng 10 phút nhé các bạn. Tắc mình sẽ cắt đôi ra nhé. Mỗi cốc trà mình dùng khoảng 2 đến 3 quả tắc tùy nhu cầu của mỗi người. Đồng thời mình cũng thái mỏng thêm tắc để trang trí cho đẹp nha các bạn. Trà sau khi ủ 10 phút nè các bạn, giờ đợi cho trà nguội. Ok, trà nguội rồi, mình rót trà vào trong cốc nhé. Tiếp theo mình nặn nước tắc vào, tốt nhất là qua dây lọc để lọc hạt đi. Khoảng 2 quả tắc là vừa đủ. Thêm nước đường vào, lượng nước đường thì tùy thuộc vào sở thích uống ngọt của từng người. Thêm phần trà tắc vừa lấy nước lúc nãy. Thêm phần tắc trang trí kế trên.
vậy là bạn đã có ly trà đắc mát lạnh thơm ngon, chua chua, ngọt ngọt, cực kỳ là hấp dẫn nha các bạn. Phần trà và nước đường còn lại thì bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh, khi nào uống thì chúng ta có thể lấy ra để dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh, có chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn, bye bye.